Kính thưa quý vị, thấm nhuần lời dạy của bác luôn hướng về dân dân, nhất là những mảnh đời còn khó khăn vất vả. Trong suốt 10 năm qua, bà Châu Thị Bưởi, mà bà con vẫn hay gọi với cái tên thân bậc Út Bưởi, sinh 1949, hội viên hội người cao tuổi phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, đã luôn hướng về người nghèo với cái tâm trong sáng. Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10, trong chương trình thời sự ngày hôm nay, xin giới thiệu đến quý vị phóng sự út Bưởi Từ Thiện. Út học tập theo gương Bác Hồ là Bác Hồ lúc nào làm bất cứ chuyện gì cũng nhớ đến dân, vì nhân dân, giúp đỡ mấy người nghèo, tật bệnh yêu đơn với mấy người thiếu cơ hội trong xã hội, đó, thiếu vật chất trong xã hội bố bắt trước lời dạy dạy của Bác Hồ, noi gương theo Bác Hồ, đảng của nhà nước. Út Bưởi là một tấm gương người cao tuổi ở địa phương là rất tích cực thực hiện các cái phong trào do mọi người cao tuổi ở địa phương phát động. Xuất phát điểm cũng từ gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, nên hai vợ chồng bà đã cố gắng bươn chải để kiếm sống. Đến nay các con đã có công việc ổn định và hai vợ chồng cũng tích góp được một phần nhỏ từ việc buôn bán, nên bà Úc phát tâm lành từ thiện để thỏa mãn ước mong cùng chăm lo cho những mảnh đời bất hạnh. Bà Út có suy nghĩ là hồi đó bà Út quá rất là nghèo khổ, hoàn cảnh rất khó khăn. Nên bà Út thấu hiểu những hoàn cảnh tật bệnh, nghèo, yêu đơn. Nên bà Út phát tâm ra làm từ thiện cho mấy người nghèo. Từ những suy nghĩ đó, hàng năm vào các dịp lễ Tết, bà lại dẫn trọng các con trong gia đình cũng như với số tiền tích góp được của mình. Bà đến thăm tặng quà các hộ gia đình khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, trong và ngoài địa bàn phường, với số tiền hàng năm gần 50 triệu đồng. Không chừng lại ở đó là thành viên của câu lạc bộ thiện nguyện người cao tuổi phường Hiệp Tân. Khi nghe thông tin có hội viên hoặc gia đình nào khó khăn, bà lại đến tìm cách giúp đỡ, thậm chí có nhiều người khi khó khăn lại tìm đến bà. Úc ừ, Bưởi là hội viên người cao tuổi nhưng là cũng đồng thời là mạnh thường quân của người cao tuổi à, út á, là người là luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ à, à, những hoàn cảnh khó khăn thí dụ như ở xóm làng à, mỗi khi mà ai có bị gì á, thì út cũng, cũng đều giúp đỡ giờ, giờ em cũng chúc gia đình chị út dồi dào sức khỏe sống trăm năm trăm tuổi đi đừng có từ thiện cho tụi em dạ. em cũng cảm ơn ừ. chị út nhiều chia tay bà út với nụ cười hiền hậu bà úc mong sao khỏe mạnh hoài để tiếp tục làm công tác thiện nguyện để có thể giúp đỡ được nhiều hơn những mảnh đời còn khó khăn bất hạnh và theo bà đó cũng chính là những việc làm cụ thể thiết thực trong học tập và làm theo bác mà bà luôn trăn trở thực hiện